Em nào có đam mê này kia thì cứ đấu giá con gà này lên có thể mức cao nhất giùm em á. Dạ. Giờ em mới chỉ là lên khuôn mặt với tướng với chân à. Chắc khoảng cỡ 2 ngày nữa là bắt đầu lên màu rồi. Như là nó giận hờn, nó liếc ai. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Gà, nhìn mặt nó gà này gà của Vinh. Dạ. Còn đây. Dạ. 7 bao, 7-8 bao vậy. 7-8 bao siêu măng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Dạ mọi người, xin chào cô bác quý anh chị, và đây là đoạn clip thứ hai để mà chia sẻ về cái câu chuyện của Vinh, một người một nam thanh niên có vẻ như là cực kỳ có năng khiếu về trong cái lĩnh vực mà đắp tượng, và đặc biệt là đắp tượng 12 con giáp. Trước tiên là đắp tượng gà, cũng như đoạn clip trước mà Bùi Hồ cũng đã có chia sẻ với cô bác quý anh chị. Ngoài cái tượng gà đó thì Vinh còn có những cái tượng khác nữa. Yeah. Và đây là một cái con gà mà Vinh đang đắp dang dở nè. Yeah. Đây, chú gà này là chú gà gì Vinh ơi? Gà này em tính sau này mà coi được mấy, nếu anh mấy anh mà chơi gà lớn á, có coi được mấy con gà em đang làm là con gà xanh chích á. Xanh chích thơ mò đó, như sẵn cái kênh này anh giới thiệu giùm em luôn á. Ví dụ có mấy cái anh mà chơi gà đam mê gà lớn thì biết con gà xanh chích này nó có giá trị, nó cao trong cái người ta dân chơi gà. Rồi giờ sẵn cái dịp này anh giới thiệu giùm em luôn á. Ví dụ anh em nào có đam mê này kia thì cứ đấu giá con gà này lên có thể mức cao nhất giùm em á. Dạ. Giờ em mới chỉ là lên khuôn mặt với tướng với chân à. Chắc khoảng cỡ 2 ngày nữa là bắt đầu lên màu rồi. Như mà anh có chuyến sau anh lại anh ghé anh quay lên cái lúc em lên màu đó. Khoảng mấy ngày nữa mới lên màu? Chắc có 2 ngày nữa. 2 ngày nữa. Dạ. Con gà xanh chích hả? Xanh, gà xanh chích thơ mo á. Xanh chích thơ mo. Dạ. Con gà này người ta có đặt chưa hay là em tự làm? Không, em tự làm, là con gà này con gà danh của anh Ba Cọp á, chú Ba Cọp á. Nếu mà mấy anh trên mạng mà coi được cái gà là biết con gà xanh chích của chú Ba Cọp là biết rồi. Em coi theo cái hình đó em nè. Dạ, coi theo cái hình với mặt mày, tướng đứng với chân cẳng luôn, toàn bộ hết. Con gà nó đẹp từ những cái góc độ khác nhau, dạ. Từ chân, dạ. Từ cái ức, dạ. Cái tay đưa vô cái ức của con, dạ, gà, dạ. Từ cái gương mặt và từ cái màu của cái con gà, dạ. Thì con gà này anh đầu tiên là anh thấy cái chân của nó khác so, dạ, với mấy gà kia nè. Dạ, chân vuông đó nữa em mất gọc dãy luôn. À, chân vuông nó sâu vô trong. Chân vuông, dạ. Này mới có định hình đăng cho nó ra vậy thôi, mới gặp. Như sẵn cái dịp này em tạo cái gà đằng cái tác phẩm cái con gà xanh chích nè. À. Tại nói chung thì dân mấy anh mà chơi gà lớn là anh nhìn cái tướng với con gà này anh biết gà xanh chích rồi. Em tự đắp bằng cái bay nhỏ đó hả chứ? Dạ, cái bay này không à? Không có khuôn khổ nữa đâu. Không. Em gạch gạch vậy đó hả? Dạ, như là cái này là em tạo ơi, cái mấy cái lông mã. Rồi nên em mới đắp dãy, đắp lông ở ngoài nữa. Hay ha. Dạ. Nhưng mà để mình cân đối cái trọng lượng con gà thì dựa vào cái mắt thẩm mỹ của mình thôi, chứ mình không có khuôn khổ gì của, dạ, con gà hết. Dạ không, chỉ là nhìn theo con gà rồi mình làm theo thôi. Con gà này trọng lượng đó, nếu như mà thành phẩm thì nó khoảng mấy ký? Gà này cả trên 10 ký không anh này. Trên 10 ký. Dạ. Con gà này anh thấy nó khác với gà kia như là Vinh. Dạ. Cái phần trước, từ cái phần 1/3 của cơ thể, dạ, con gà phía trước nó rất là mập. Dạ. Nó to. Và đặc biệt là cái phần chỗ cần cổ nè, lông nó nhiều. Dạ. Đúng không? Không có nhiều. Thì ở phần sau này thì cái eo nó, cái dạ, ốp lưng của nó. Dạ, nó như nó nhỏ từ từ ra sao. À. Và cái này là cái màu của nó, cái mỏng xanh chích nè. Mỏng chích. Dạ. Mà bây giờ thấy hình dáng con gà nó đã, dạ, gần như là gần xong hết rồi. Gạt hoàn điện hết rồi, chỉ là chiều nay em làm láng rồi em gọc cái lông đó. Lông nhỏ nhất luôn. Sáng ngày mai là lên màu. Dạ, chắc cỡ ngày mốt á. Ngày mốt lên màu. Dạ. À, bây giờ em gọc ra đó hả? Dạ. Nó vậy đó, rồi nó như trước tiên em làm láng hết đi. Rồi mới gọc ra nhỏ mấy cái dãy như cái lông con gà thiệt luôn. À, dạ. Con gà này em đấu giá cơ điểm bao nhiêu? Giờ miễn mà anh chị nào, mấy anh mà trường lớn á thì cứ đấu giá thời điểm mà em ra hiện tại là khoảng có 5 triệu đi. Rồi anh em nào cứ yêu mến em hoặc là cứ quý em thì cho em lên cái mức cao nhất có thể. Dạ. Đấu giá 5 triệu là, dạ, con gà này em chỉ làm một con? Một con duy nhất, một con duy nhất, không có con thứ hai. Dạ. Một con duy nhất độc, dạ, quyền luôn? Dạ, độc quyền. Ví dụ anh chị nào mà có coi được clip mà mấy anh trường lớn á
thì có ủng hộ em, mến em nhiều thì cho em lên cái mức cao nhất để nhiều khi em lo cho gia đình nữa. Dạ. Gia đình hiện nay kinh tế của mình là em có mấy anh em, người ba mẹ hay sao chứ? Dạ có hai anh em mà giờ em thì ở với mẹ, còn nhớ em thì em có chồng và chồng rồi. Em nuôi mẹ? Dạ. Trước đây là làm băng ghế để nuôi mẹ thôi. Dạ. Rồi sau này là mới làm qua được cái nghề này. Dạ. Nói chung là đó với cái nghề này em chỉ là làm ở nhà chơi thôi chứ không có nghĩ là sau này mình sống với cái nghề này. Mà ai ngờ là cái duyên nó tới giờ mình gắn phát huy cái nghề này chứ. Mình phải chăm bẩm nó tỉ mỉ. Dạ. Và thậm chí là thấy những cái chuồng gà của em á, em làm nó tỉ mỉ lắm. Dạ. Thì em... từ ngày đó giờ làm, từ lúc lên mạng giờ thì mình bán thấy nó ổn hơn. Dạ thì cũng lai gai hoài, thì nói chung bây giờ là em ra nhiêu là có người em điện á, tại em có lưu số mấy cái anh đặt gà em á. Lưu số là hết, khi nào có gà là điện người ta bắt hết. Và bây giờ anh muốn hỏi như thế này nè, đấu giá khởi điểm con gà xanh trích này là 5 triệu. Dạ. Nếu như mà đấu giá số tiền nó lên đến hàng trăm triệu chẳng hạn, ví dụ. Dạ. Thì số tiền đó em có làm dự định là làm từ điện hay là... Dạ có. Khi nào mà ví dụ con gà này mà tới mấy tay anh mà chơi gà mà nhiều quá, thì ví dụ mà mức tiền mà nó cao nhất thì em phải bỏ ra một mớ một phần nào đó để em cho mấy người nó khổ này phát kia. Gạo. Dạ phát gạo này kia. Dạ. Thì nói chung miễn con gà nào đấu giá mà gì là em chỉ làm một con duy nhất thôi chứ không có con thứ hai. Con gà này là em nói của ai? Dạ của chú Ba Cọp á. Chú Ba Cọp ở đâu? Chú Ba Cọp chỉ coi trên mạng, không biết cái chú anh chắc Sài Gòn hay là Bình Dương gì á. Chú Ba mà gặp con gà này chú Ba mua luôn. Dạ. Đó. Nói chung là con gà này là theo chú là con nghe nói là chú mua hình như là có 6 triệu, 4 triệu, 6 triệu gì á. Rồi chú Ba ăn nhiều quá. Rồi nó có tiếng ở trên trên Thơ Mo á. Thì chừng nào chú Ba hoặc là mấy có anh chị nào có coi được cái clip con gà này á, thì nhìn mặt mày với tướng đứng với chân này cũng biết con gà xanh chích rồi. Giống hệt luôn. Dạ. Nhưng mà anh thấy con gà của em làm nó ngộ lắm. Dạ. Nó ngộ như nè, ở trên này là dây chằng chịt. Dạ. Nó phải nó kết cấu này nè, nó vừa băng cái này nó không có bật tới. Nó không có bật ra sao rồi nó bật tới. Ở trong là khung sắt hay sao? Dạ, khung sắt hết. Khung sắt hết. Dạ, tới ngoài là chỉ xi măng với ở dưới đây đều mấy con chân này của sắt hết. Đuôi thì bằng thiết. Có nghĩa là trước khi em làm con gà là em phải đan một cái khung sắt hình con gà trước. Dạ. Rồi sau đó em mới đắp lên. Mới đắp em. Đắp lên rồi sau đó em sẽ pha màu, tạo màu. Dạ. Con gà xanh trích nè mọi người. Dạ. Đấu giá là 5 triệu đồng một con ha. Dạ. Ngoài cái số tiền là để mà ủng hộ cho, để nuôi mẹ của mình cũng như là dạ, sinh hoạt trong gia đình đó, thì cũng như là Vinh để thực hiện cái đam mê. Dạ. Thì nếu như mà cái số tiền mà lớn hơn nữa thì Vinh sẽ sử dụng làm từ thiện như phát dạ, quà cho bà con ở xóm mình nè. Dạ. Đó là cái tâm nguyện của Vinh. Nếu như cô bác của anh chị mà xem được cái đoạn clip này, thấy có thể chia sẻ nó cho nhiều người có thể là đến đây để mua cái con gà như thế này. Thật ra là con gà này nó đẹp dữ lắm luôn á. Dạ. Nó chưa lên hình mà nó dạ, ghê á. Còn bên kia nữa kìa. Dạ. Con gà này là gà gì Vinh? Dạ cũng có mấy anh khách anh đặt á mà chưa có kịp mà đặng sơn á, cứ để nó khô. Con gà này người ta đặt rồi luôn. Dạ. Gà này là gà gì? Cái đó con gà lai mà một con gà đó đều đỏ. Con gà này cái lưng nó khác với gà kia nha. Dạ nó khác. Cái lưng nó cong hơn. Dạ. Mà cái đuôi lông đuôi của nó là nó kiểu là nó cong nhiều hơn. Dạ. Và cái màu của nó, cái mầm nó khác nhau. Ở ngoài quay vô nó sáng, ở ngoài quay vô nó sáng. Đây. À các bạn có chị thấy không? Đây là một đại nhân trẻ tuổi thật thụ nha. Phải gọc gì đó hả Vinh? Dạ phải em gọc sơ thôi, chút em phải làm láng lên. Dạ láng lại nữa. Là láng lên rồi mình mới gọc sơ lại, em lấy máy cắt như cái mấy cái này cho nó nhỏ lên như cái lông mã của con gà. Mình có trang bị đầy đủ những cái vật dụng hết chưa hay là đa số mình phải sử dụng những cái vật dụng có sẵn ở trong nhà? Dạ thì chỉ sử dụng mấy cái vật liệu mà có sẵn trong nhà thôi. Rồi cái nào mà nó không có thì mình cũng đi mua. Dạ. Giống hệt luôn trời. Mình không con gà là mình muốn hấp luôn á. Gà 10kg này làm thịt ăn chắc đã dữ. Phải kỳ công lắm. Nói chung là để ra một cái con gà mà nó giống thật thì nó rất là tỉ mỉ. Từ những cái chi tiết mình đúc cửa nè ha, đắp cửa nè ha. Đắp đồ dùng cái bay đó hết hả? Dạ, bằng bay không? Cái quần gì nè, đang cá thì vô cái quần gì nè, cái quần phải là
đắp tượng thì cũng có nhiều người cũng có thể có khiếu đắp tượng, nhưng mà để đắp giống thật gần như 100% thì là một điều gì đó nó rất là khó. Dạ. Nó không đơn giản. Tại vì con gà, những cái chi tiết đẹp của con gà nó đều hội tụ vào cái chân nè. Dạ, chân rồi mặt. Mặt nè. Với lông màu nữa. Dạ. Với lại cái màu. Như con gà này là nhìn cái mặt đó là thấy hung hung rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Hết đưa đây cho mẹ. Tại hôm qua em bỏ là gần như là gần 2 giờ sáng mới có gọi. Mình đắp có ngủ mình nghỉ gì không? Dạ có, nhiều khi đêm ngủ có 1 tiếng, 2 tiếng. Dạ, rồi ra đắp tiếp. Dạ. Khi ham ăn á, vô làm lỡ cỡ rồi mà nhìn nó không có vừa mắt thôi, bắt buộc phải làm cho nó ra luôn, nó gọi luôn á. À, có nghĩa là làm vì nghệ thuật á, dạ. Chắc lắm. Đó không phải là dạ. Ngủ ngon giấc giống như mọi người đâu, mà đôi khi vì đắp gian dở một cái chi tiết dạ. Đó thì đó đó phải chằn chọc nguyên đêm dạ. Rồi ra đắp xong rồi mới nghỉ dạ. Đúng không dạ. Em là vậy đó. Ví dụ mình làm nó cỡ tới đây này còn cái đuôi cái thấy nó không ra được, bắt buộc phải trộn hồ làm thêm vậy hả? Dạ không, hôm làm tính làm tới đây nè rồi mới nghỉ, rồi tao thấy đi tới luôn cũng không làm gì, cái đó cũng 12 giờ mấy. Đắp tới buổi tối luôn. Em đa phần đắp này buổi tối thôi, mà ngày lúc trước mà ngày em đi làm em về đắp buổi tối, còn bây giờ nghỉ bên chỗ làm luôn rồi. Ở nhà đang đắp cho người ta. Em nói là đắp 2 tiếng là xong hả? Dạ cái đó không phải là 2 tiếng mà như là đắp nguyên đêm á, như cũ 1-2 tiếng á. À. Con này đắp tỉ mỉ lắm. Hôm qua em đắp gần nguyên ngày hôm qua. Chỉ buổi tối luôn. Chỉ chiên về đắp con này không? Không có đắp. Bây giờ là em cứ dành thời gian cho cái con gà này. Dạ, tỉ mỉ nhất có thể. À, những cái gì mà dạ. Gọi là tài năng của em là biểu diễn cho con gà này hết. Dạ. Nó đẹp lắm, cái đẹp từ đến từ cái chấm luôn nha Vinh ha. Dạ. Tại nó mức nhỏ như cái nhảy của cái lồng của nó. À, cái tay nè, thấy không? Dạ. Yeah. À. Nó vậy đó. Rồi vô xuống lòng đây cái nó bự lên chút, cái nó bự xuống chút như con gà thiệt vậy. À. Đây nó trẻ cái. À. Không phải đơn giản đâu. Đó, đó. Là như cái lòng mã, cái lòng của con gà luôn. Bự. Để mà mua con gà chưng mà từ cái khuôn đúc có sẵn thì nó rất bình thường. Dạ, bình thường. Mà cái con gà mà làm thủ công từ tay gì thì nó mới khó. Dạ. Yeah. Tại vì con gà làm thủ công từ tay thì mỗi con nó mỗi hình dáng khác nhau. Dạ. Còn con gà khuôn đúc thì con nào nó cũng giống như con nào à. Nó thậm chí là con gà khuôn đúc thì cô bác quý anh chị có thể mua con nó chừng vài trăm ngàn thôi. Dạ. Nhưng mà cái con gà này mà ra là 40 triệu thì cái công nó tiền công nó nhọc nhằn lắm. Chứ nhầm khi con gà mà theo người ta từ đó tới giờ người ta mến, người ta là như muốn lưu lại một cái kỷ niệm á. À. Từng một thời nó gì đi á. Gọi là giàu sanh ra tử. Dạ. Như con gà nó gắn kết với mình hồi đó giờ á. Thậm chí là có những cô chú anh chị mà chơi gà á ha. Dạ. Con gà nó gọi là tâm huyết ha. Dạ. Là nó chết là không ăn thịt luôn á. Dạ. Là người ta chôn nó luôn á. Dạ. Con gà đá nhưng mà con gà này nó không bao giờ đá. Và con gà kỷ niệm. Dạ, gà kỷ niệm. Cái móng đó là em coi từng chi tiết luôn hả? Dạ, từng chi tiết, từng cái móng luôn. Đó, em sẽ gập nhỏ cái móng này lại như cái móng con gà thiệt. Có mấy con gà nữa kìa. Yeah. Đây con gà này nha, cô bác quý anh chị, con gà xanh trích đó. Yeah. Giá là đấu giá là 5 triệu đồng. Ngoài cái số tiền mà hơn á, giá khởi điểm là 5 triệu đồng, số tiền hơn thì Vinh sẽ dùng để mà làm một số thiện nguyện phát phần gạo cho bà con. Còn bên đây nữa này cô bác quý anh chị. Đây. Đây con gà gì Vinh? Ôi, con gà này nhìn cái mặt nó ngộ vậy. Đây mấy cái con này là đợt đầu tiên luôn. Hồi đó giờ cái kiểu mà em làm trong trí tưởng tượng á chứ không có coi hình á. Dạ. Yeah. Con gà này mặt nó lạ luôn. Ờ như là nó giận hờn, nó liếc ai. Đúng rồi. Dạ. Nhìn mặt nó gà này gà của Vinh. Dạ. Còn đây. Dạ. Cũng vậy đúng không? Cũng vậy luôn, hai chung mấy con này là đợt đầu tiên hết, em không có muốn bán á. À. Có nghĩa là con gà này là vô giá rồi. Dạ. À, cô bác của anh chị có thể biết không?
ngay tại mà chỗ Vinh làm á thì hai bên là hai con gà giống như là tổ nghiệp chứ đúng không Vinh? Ở trước này thì này á là Vinh có thờ để mà giống như những người mà đã cho mình tổ nghiệp, để cho mình được cái duyên với cái nhà này à. Thì đầu tiên là đắp ông hổ luôn á. Đầu tiên là đắp ông hổ trước hả? Dạ, đầu tiên. Gâu ông hổ em làm bằng gì Vinh? Dạ, bằng dây găng á. Này dây găng hả? Dây găng. Đắp ông hổ ở đây luôn. Nhìn đẹp quá Vinh. Dạ. Này là ông hổ gì? Hổ mung. Hổ mung hả? Dạ. Đầu tiên là em đắp ông luôn. Đắp mình như 4 giờ mấy 5 giờ chiều, đắp tới gần 4 giờ sáng. Đúng 4 giờ sáng. Đại đàn đó em đắp luôn hả? Dạ, đắp luôn. Mấy em kia em qua em tưởng bằng gỗ không à? Anh tưởng sao bằng gỗ chứ. Trời ơi, hay vậy? Vừa em thấy ông tỉ mỉ nó lông nè, với bên trong bên ngoài. Mấy em kia vô tưởng gỗ không à? Đúng rồi. Bây giờ là đây là các ông hổ hay là đại bàng gì là em chỉ thờ thôi. Dạ. Nhưng mà người ta kêu yêu cầu em đắp đại bàng này để ta trang trí cổng rồi em có đắp không? Dạ, có đắp hết. Thường là bao nhiêu một con như thế này? Thì nói chung ví dụ người ta cho kích cỡ em đi rồi em bây giờ em mới tính lại số tiền. Dạ, em mới báo giá được. Còn đây là Hello Kitty. Kitty. Dạ, mấy mèo năm nay nè mà như em bán em làm chảy á. À. Rồi bán không bán đâu được cả chục con. Bao nhiêu một con? Dạ mấy con này 300 ngàn. 300 ngàn con. Nhìn cái gương mặt dễ thương nghe hả? Dạ. Con mèo đắp con mèo. Ở đây là ông Phật Di Lặc. Ông Phật Di Lặc em đắp luôn. Dạ. Chắc theo mẫu của ở núi Cấm quá. Dạ thì em làm như em chỉ là tưởng tượng thôi. Theo tướng đứng em tưởng tượng như em đắp. Ở dưới này là có con gắn. Dạ. Gắn hổ, hổ gắn hổ mang. Dạ. Lưỡi hay trời. Dạ. Nhìn vô là thiệt luôn á. Có cần qua con gắn bự quá nhỉ. Tí xíu nữa cho cô bác con gắn bự bên kia nữa hả? Còn bên đây? Cọp. Ông hổ cọp luôn. Hai con thằng lằn. À, con gồng Nam Mỹ á. Ở gồng Nam Mỹ. Trời ơi. Ở đây trâu. Heo. Trâu với heo. Nhìn đã không cô bác Vinh vậy? Một cái vườn bách thú luôn. Chưa tới bách thú, chỉ có mới có thập thú thôi. Có khoảng hơn 10 con thôi. Yeah. Nhưng mà chắc có lẽ là tương lai sẽ có thể thành vườn bách thú luôn. Yeah. Ở đây là vườn thú nhưng mà tại sao có cá nữa? Dạ, làm tại em không có chỗ đãi á. Rồi mình thích gì cái gì á mình làm theo con đó vậy đó. Cá này là cá tra dầu hay sao? Cá dầu đếm, dầu đớm, có đớm. Trời, nó nhìn giống hình luôn ha. Cái mặt nó cái mỏ nhìn trước. Con cá này là bao nhiêu? Nhiều ký hả? Cá này nặng lắm á, cỡ 20 ký ăn lên. Nhiêu tiền? Chưa định giá. Chưa định. Nè, có cái vân ở trên luôn nè. Dạ. Trời ơi. Có nghĩa là Vinh làm sao mà nó có vân nhô dạ, dạ. Luôn nè. Ở trên này nó có tróc bẫy. Dạ. Nó lội quá nó bị trúng mấy tường. Ở đây có con trăng. Trăng. Trăng này đắp chưa xong. Dạ. Đắp xong rồi nhưng mà chưa tô. Chưa rồi. Chưa sơn. Dự định là để trăng này ở đâu? Em tính để dưới đó đó. À. Nằm dưới sàn á. Nằm dưới sàn luôn. Dạ. Hay ghê. Rồi bên đây chú trâu. Và dạ. Đặc biệt là ở đây có một cái con. Con gắn hổ mang. Dạ. Con khỉ. Con gắn hổ mang này đắp bao lâu? 6 đêm, 6 đêm. 6 đêm. Tốn hết bao nhiêu xi măng? Như 7 bao, 7 8 bao vậy. 7 8 bao xi măng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Ồ, cái con gắn này dài bao nhiêu Vinh? 17 m. 17 m. Dạ. Ra đường đuôi sao mà quay tới nó dài lắm. Ồ, phải nói cô bác quý chị đấy. Con gắn này nó từ ở trong cái cây xoài này nó chui ra nha. Ngoài hè bò vô. Ai cô bác anh chị thấy nè. Khủng khiếp không? Quay cái đuôi nè, chót đuôi đó. Ừ, chót đuôi. Chót đuôi của con gắn nè, trăng chứ. Gắn. Không 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 may á, cái này không. Uống lượng. Kinh khủng à, cái màu pha cái màu này cũng cực kỳ trong lắm nha. Cái màu này không phải tự nhiên có được đâu. Đêm mà học cấp làm em làm còn gián ốc nữa. Dạ hả? Dạ. Sợ luôn. Có mình anh là đắp bằng đêm không à. Rồi mà. Là làm buổi tối thôi, không làm ban ngày. Dạ, cái đó là đi làm cho người ta rồi, chứ buổi tối mới làm không à. À. Thì quay con khỉ kìa, cho người ta coi. Con khỉ nữa. Con khỉ nữa. Bữa đó là bắt
bữa đó trời mưa á, cái xài nó dông á, cái mỏ nó ủi vô cái nó cái miếng tiết á. Sẽ chó hả? Bữa cái chóc cái mỏ không? Bữa đó nó ủi vô đây nè, cái xài nó cũng ghê, nó ủi vô đây nè. Tưởng đâu là chí thiệt không đúng không? Dạ. Nói chung là Vinh có năng khiếu lắm cô bác với anh chị. Nói chung là cực kỳ giỏi luôn á. Bữa đó sợ nó cho anh nhảy xuống nó gãy cổ. Dòng quá sợ nó gớt. Hay ghê á. Nói chung là những cái tác phẩm mà Vinh làm ra nó đều thổi một cái hồn của nghệ nhân vào đây. Nên là nữ là mình nhìn cái đồ giống thật á thì cực kỳ giống thật luôn, thậm chí như con cá này nè. Mình tương tự mình có thể đem đi nón chua được luôn. Là anh rất là khâm phục cái tài năng, cái nghị lực cũng như là cái ý chí của em. Thậm chí là những cái công việc của em làm á, nó giúp cho người ta xem để thỏa cái niềm đam mê. Rồi xem những cái giây phút giải trí, và thậm chí là có những cái con vật như là con gà nó giúp cho người ta có thể tìm lại cái con vật mà nó đã cái tình gắn bó với người ta trong những cái kỷ niệm của người ta trong quá trình mà người ta chăm sóc. Thì anh mong rằng thì cơ sở của em sau này nó không phải là gọn nhỏ trong bao đây mà nó sẽ càng mở rộng hơn nữa. Tại vì tuổi của em còn rất là trẻ, mới có 25 tuổi thôi. Thì ngày hôm nay đến đây anh cũng cảm ơn em đã dành cho anh những cái thời gian quý báu để chia sẻ về chia sẻ cho anh về những cái nghề của em. Và cái nghề này gọi là khó có người làm được mà tuổi rất trẻ nha em. Đa số là nghệ nhân thì tuổi cũng khá là cao. Ngày hôm nay thì đồng hành với anh thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đó. Thì gửi cho em một cái phần quà. Đây là một cái sản phẩm dành cho những người uống nhiều bia rượu, những người có chức năng gan đồ kém đó. Thì em có thể sử dụng để mà em uống. Và ở trong này nó có một cái những cái như là trà cà gai dây leo đồ này Linh. Vinh, em có thể em uống đó, có thể pha trà uống vào mỗi buổi tối. Và đặc biệt là trong đây có một cái tệ giải độc gan Tuệ Linh Plus á. Thì em có thể là em pha uống mỗi ngày 2 lần vậy đó. Tại thức đêm thức hôm thì em sẽ dùng nhiều. Gan của em nó sẽ hoạt động nhiều, thì em có thể sử dụng những cái này để em uống. Em có thể để uống từ từ. Dạ, Duyên cảm ơn anh. Một lần nữa thì cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em luôn có một cái sức khỏe dồi dào, luôn giữ mãi một cái lửa, cái đam mê như thế này. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ kết thúc video clip. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.